Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một cái công cụ tương đối là đặc biệt ở trong Illustrator, đó là công cụ giúp chúng ta làm việc với các cái phối cảnh ở trong môi trường 2D này. Cái công cụ này thì chúng ta sẽ làm việc bắt đầu bằng cách là kích hoạt công cụ này lên. Và khi các bạn kích hoạt công cụ Perspective này thì các bạn sẽ thấy là cái môi trường làm việc nó trở nên rất là lạ. Tại vì là ngoài cái trang giấy mà mọi khi các bạn nhìn thấy thì lúc này thì chúng ta lại nhìn thấy là một cái hệ lưới ở không gian 3 chiều nó hiện lên ở trên cái trang giấy làm việc của chúng ta. Nó có đường chân trời, nó có điểm tụ, nó có các cái mặt không gian như thế này. Và cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan tới phối cảnh hoặc là không gian ở trong Illustrator. Đấy. Ở đây cũng là một cái thứ giả lập, nó cũng tương tự như là cái công cụ 3D mà hôm trước chúng ta đã làm. Đấy. Đây là môi trường 2D nhưng mà chúng ta lại tạo ra những cái hiệu ứng trông giống như là trong môi trường 3D, có tính chất không gian, có tính chất độ hút, độ sâu. Thế thì để làm việc thì chúng ta có thể là làm theo hai cách. Một là các bạn vẽ ra, tạo ra các đối tượng mới ở trong cái môi trường này và nó sẽ chịu cái tác động của cái lưới không gian mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình, và qua đó thì nó sẽ tạo ra cái sự xa gần không gian, độ hút. Thế còn một cách nữa là các bạn mở những cái thiết kế mà đã có của các bạn và các bạn muốn trình diễn nó ở trong không gian mang tính chất 3 chiều, tính chất là có độ hút, thì các bạn sẽ copy một cái đối tượng nào đó ở trong cái bản thiết kế thông thường, sau đó thì các bạn sẽ dán vào trong cái không gian này, và khi các bạn dán vào thì nó cũng sẽ chịu tác động của cái không gian lưới này và nó cũng biến thành cái không gian có chiều sâu. Đây, chúng ta mở thêm một cái cửa sổ nữa thì đây là cái cửa sổ bình thường, đúng không? Và khi mà tôi vẽ ra một cái đối tượng nào đó thì các bạn sẽ thấy là nó vuông thành sát cạnh nó như thế này. Nhưng nếu như bây giờ tôi vẽ vào trong một cái không gian như thế này thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt rất là lớn. Đó là tôi vẽ một đối tượng ở trong này thì nó chịu cái tác động của cái hệ lưới không gian này và nó có cái độ hút luôn. Chúng ta sẽ thấy rất khác, đúng không? Đây là mặt phẳng hai chiều và nó nằm vuông vắn ở trên mặt phẳng hai chiều này, nhưng khi cũng vẫn công cụ đó mà chúng ta vẽ vào trong mặt lưới này thì nó đã có gần có xa. Như thế tức là chúng ta có thể mô phỏng được những cái không gian 3 chiều, và không gian 3 chiều ở đây thì nó có tính chất luôn là phối cảnh luôn, tính chất phối cảnh rất là rõ. Vậy thì trước khi mà vẽ bất cứ cái gì thì chúng ta sẽ làm cái thao tác đầu tiên là chúng ta tinh chỉnh, chúng ta điều chỉnh cái hệ lưới không gian này trước khi mà chúng ta tiến hành làm cái gì. Tại vì cái lưới này một khi mà chúng ta đã xác định thì tất cả những cái đối tượng mà chúng ta vẽ hoặc chúng ta gắn vào đây nó cũng sẽ chịu cái biến động, chịu cái sự bóp méo theo cái chiều không gian mà chúng ta đã quy định. Ở đây thì là một cái hệ lưới mà nhìn tương đối là ngang. Đấy. Nhưng mà các bạn cũng có thể là thay đổi nó bằng cách là các bạn bấm vào cái hệ lưới này và các bạn sẽ điều chỉnh nó. Ví dụ như là tôi có thể là làm thay đổi cái góc nhìn, cái góc phối cảnh. Đấy. Bằng cách là bấm vào một trong những cái điểm điều khiển này ở đây và tôi sẽ kéo. Ví dụ tôi muốn làm cho cái góc nhìn ở đây nó sẽ có cái tính chất là gì đấy ạ? Nhìn ngược lên, đúng không? Thì mình sẽ kéo cao cái hệ lưới này để cho tạo ra một cái cảm giác là mình nhìn từ dưới, nhìn ngược lên. Nhưng ngược lại, nếu như mà tôi thích thì tôi cũng có thể là làm sao ạ? Tôi hạ cái hệ lưới này xuống thì lúc này chúng ta sẽ lại tạo ra một cái trường nhìn là chúng ta đang ở trên cao mà chúng ta nhìn xuống cái không gian trình bày này. Ngoài ra thì ngoài cái việc mà hạ hoặc là tăng cái độ cao ở đây thì các bạn cũng có thể là làm sự điều chỉnh bằng cách là các bạn co kéo các cái điểm này để các bạn thay đổi cái hệ lưới, hoặc giả là chúng ta cũng có thể là
hạ cái điểm chân trời đó, hạ đường chân trời xuống thấp hoặc là gì đấy ạ, nhấc đường chân trời lên cao, cách nào cũng được, miễn là các bạn đưa ra cái ý tưởng của mình về góc nhìn, về góc trình bày, và sau khi mà chúng ta xác nhận xong cái góc nhìn đó thì lúc đó chúng ta mới bắt tay vào, chúng ta mới chính thức là vẽ các cái đối tượng hoặc là dán các đối tượng vào trong cái môi trường phối cảnh này. Đấy, và sau khi mà chúng ta có được cái chúng ta có được cái đối tượng này, cái hệ lưới này, thì lúc đó chúng ta vẽ bất cứ cái gì vào thì nó cũng sẽ tuân thủ theo cái hệ lưới này. Đấy, ví dụ muốn làm một cái giống như là cái tòa nhà chẳng hạn, đó, nhà cao tầng, thì đây chúng ta xác định luôn góc và sau đó thì chúng ta vẽ vào. Nhưng mà vẽ thì các bạn sẽ thấy là thằng này nó có cái điểm hơi khác so với lại cái khối 3 chiều mà hôm trước chúng ta làm việc. Tại vì là trong cái phối cảnh này thì các bạn sẽ chỉ tạo ra được tối đa là 3 cái mặt thôi, 3 mặt thôi, chứ không phải là 6 mặt như như cái khối mà SQ mà hôm trước mà chúng ta làm việc. Đấy, đó là mặt trái, mặt phải và một mặt nữa, hoặc là đáy hoặc là đỉnh. Đấy, tức là trong thực tế là chúng ta sẽ chỉ tạo ra 3 bề mặt mà thôi, chứ không phải là có tận 6 bề mặt giống như là trong cái không gian 3 chiều kia. Và để mà vẽ, để mà gán một cái đối tượng nào đó vào trong mặt nào thì các bạn lưu ý nhìn một chút lên trên góc bên trái màn hình, thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái mô hình. Đấy, mô hình này gồm có 3 mặt, và mặt nào đã được điểm màu lên thì có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc với mặt đó. Cái mặt màu đỏ này tôi vừa mới vẽ là nó nằm ở bên trái, vì là các bạn thấy cái mô hình nhỏ bên trái này, cái màu xanh đang được kích hoạt. Nếu như mà tôi muốn vẽ sang mặt bên phải này thì tôi lại phải đưa chuột lên, tôi bấm vào cái mô hình ở phía trên cao này và tôi chọn mặt bên phải. Sau đó thì tôi muốn vẽ gì thì mới vẽ, thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ đi theo cái góc ở bên đây. Thế còn trong trường hợp này thì tôi có cần phải vẽ thêm cái mặt đáy hoặc là mặt đỉnh hay không? Trường hợp này thì không, tại vì là chúng ta đang để ở một cái góc độ mà chúng ta đang nhìn ngước lên, và do đó thì chúng ta cũng không thể nào mà nhìn thấy được cái đỉnh của cái tòa nhà này chẳng hạn. Đấy, còn đáy thì không không cần nhìn rồi, không ai chui xuống tận 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 dưới đáy để mà chúng ta nhìn cái đáy của cái hộp này. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn cần thì các bạn hoàn toàn có thể là điều chỉnh để mà các bạn tạo ra một cái trường nhìn phù hợp. Thế muốn vẽ vào trong mặt khác thì đây, đáy hoặc là nếu mà các bạn làm đáy hoặc là cái đỉnh thì các bạn cũng sẽ phải làm sao ạ? Chọn cái mặt. Đấy, và khi các bạn chọn mặt này thì nó sẽ đưa vào. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái trường hợp như thế này nữa, đó là các bạn gán, các bạn dán một cái gì đó vào. Chẳng hạn đây là một cái mặt thiết kế của một cái hộp chẳng hạn. Đó, tôi có thể đưa các cái nội dung nữa vào đây. Một hình vẽ gì đó vào đây. Một dải màu gì đó vào đây. Thế thì khi mà chúng ta có một cái đối tượng như này mà chúng ta muốn muốn demo cho khách hàng, đấy, thay vì là sử dụng cái công cụ là SQ mà hôm trước chúng ta làm ra cái khối 3D, sau đó thì chúng ta sử dụng cái Simon để chúng ta map art đưa các cái đối tượng Simon thiết kế các mặt ép vào trong khối 3 chiều đó để mà thể hiện một cái sản phẩm mà mang tính giả lập. Thì chúng ta cũng có thể làm những cái thiết kế rời các cái mặt ở trong 2 chiều như thế này, và sau đó thì chúng ta sẽ tốt nhất là nên group nó lại đó, nên group nó lại, sau đó thì copy, và để tạo ra một cái sản phẩm mà mang tính demo thì các bạn hãy đưa nó sang một cái không gian mới đó. Trong không gian mới này các bạn kích hoạt cái thằng này lên, muốn cho người ta xem từ góc độ như thế nào thì các bạn điều chỉnh giúp tôi cái góc nhìn,
muốn cho người ta nhìn ở góc nào thì mình sẽ tưởng tượng ra và mình xử lý trước. Đấy, mình xử lý trước, mình đưa các cái góc phối cảnh này vào đây. Thế và sau đó thì với một cái mặt thiết kế nào đó mà các bạn đã copy đó, tốt nhất là nên group lại, chứ không thì đến lúc mà chúng ta vứt vào thì nó sẽ rất khó điều chỉnh. Và chúng ta sẽ đưa vào đây, chúng ta dán nó vào. Dán nó vào thì bây giờ các bạn đã thấy nó có cái sự phối cảnh chưa? Chưa, tại vì là ở trong này chúng ta thấy có rất là nhiều mặt và chúng ta chưa xác định được là cái mặt mà chúng ta đang dán này vào đây thì nó sẽ nằm ở phía bên trái hay là phía bên phải hay là phía trên đỉnh hoặc dưới đáy. Do đó thì chúng ta sẽ dán vào trước, và khi mà chúng ta muốn đưa nó vào mặt nào thì các bạn phải kích hoạt cái mặt mà chúng ta muốn đưa vào. Sau khi kích hoạt xong thì chúng ta mới chính thức là chúng ta đưa nó vào trong cái mặt đó. Đó. Đấy. Và dán vào thì các bạn sẽ phải chuyển công cụ giúp tôi. Ở đây chúng ta có hai cái công cụ ở trong cùng một nhóm. Một công cụ nó tên là Perspective Guide Tool. Thì công cụ này nó giúp chúng ta giải quyết các vấn đề về điều chỉnh rồi thì xử lý các cái hệ lưới và cái góc phối cảnh. Thế và sau khi mà chúng ta đã xác nhận xong cái sự điều chỉnh về hệ lưới không gian này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái công cụ thứ hai là công cụ Perspective Selection Tool, và lúc đó chúng ta mới bấm vào cái đối tượng mà chúng ta vừa mới dán vào, kéo nó vào cái mặt mà chúng ta mong muốn thì lúc này nó mới chiếu theo cái hệ lưới và nó ép cái bề mặt của chúng ta vào trong cái bản thiết kế có tính 3 chiều như thế này. Tương tự như thế, nếu như bây giờ tôi lại dán tiếp một cái mặt nữa vào đây đó, thì nó cũng sẽ vẫn nằm vuông góc thế này thôi, nó chưa ăn vào phối cảnh. Tôi muốn ép nó tiếp vào cái mặt này thì tôi lại chọn tiếp cái mặt kế tiếp đấy, và lúc này thì tôi kéo vào đây ví dụ thế, thì lúc này nó mới vào tiếp bề mặt này. Thế còn cái bề mặt này đại loại mà chúng ta mà muốn thì chúng ta cũng sẽ phải copy, ví dụ đây là bản thiết kế gốc đúng không, tôi sẽ copy cái này và tôi lại sang bên này tôi dán vào, thì muốn đưa tiếp vào đây thì các bạn lại bấm, và lúc này thì các bạn mới đưa nó vào cái góc. Tất nhiên trong trường hợp này thì nó chưa đúng, tại vì tôi đang lấy một cái mẫu duy nhất cho cả cái thiết kế. Thế thì lúc này thì chúng ta cũng có thể là sẽ điều chỉnh đó, chúng ta sẽ điều chỉnh co kéo làm sao để cho nó ăn vào đúng cái bản thiết kế. Thế thì với cái cách như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cũng không có khó khăn gì trong cái việc là tạo ra một cái bản thiết kế ở trong không gian 3 chiều, và chúng ta có thể cho khách hàng xem rất là nhanh một cái thiết kế của chúng ta trông giống như là đã in ấn xong, đã bế, đã cắt, đã dập, đã dán để đưa lên thành một cái sản phẩm. Và trong trường hợp này thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong thì các bạn có thể là vào trong phần view. Đó. View thì thông thường là chúng ta sẽ điều chỉnh tất cả các cái thao tác mà view cho cái môi trường làm việc. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ có một cái điểm riêng biệt, đó là các bạn vào cái phần perspective. Đó, perspective guide này, và bằng cách là điều chỉnh những cái này thì nó sẽ cho chúng ta hiển thị hay là giấu những cái thành phần liên quan tới cái môi trường perspective này, và để cho khách hàng xem, để cho bạn hàng xem thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là hai gai, tắt cái này đi thì nó sẽ giấu luôn cái đường gai đó đi, và bây giờ nó chỉ còn lại cái gì ạ, nó chỉ còn lại cái sản phẩm mà chúng ta đã ghép thử như thế này. Thế thì cái việc làm như thế này thì có khó khăn hay không? Thực ra mà nói thì nó tương đối dễ, nó tương đối nhanh so với lại cái thao tác mà chúng ta làm ở trong cái 3D kia đấy, bởi vì là thứ nhất là nó không phải giả lập một cái môi trường 3D với nhiều mặt, mà bây giờ chúng ta chỉ làm với 3 mặt mà thôi. Tuy nhiên cái điểm yếu của cái này là gì? Điểm yếu của cái này là các bạn lúc nào các bạn cũng chỉ cho người ta xem tối đa được 3 mặt thôi, và nó sẽ có một cái góc góc chết duy nhất để mà khách hàng xem, có nghĩa là khi khách hàng mà yêu cầu xem một cái mặt khác
là các bạn sẽ lại phải làm một cái lưới, các bạn lại phải chọn một góc phối cảnh khác và các bạn ghép vào và các bạn cho người ta xem một cái góc thứ hai, chứ nó không có cái tính linh hoạt giống như là cái khối 3D kia. Khối 3D nếu như khách hàng đòi xem một góc khác là các bạn chỉ việc là vào cái công cụ các bạn lại chỉnh lại và xoay xoay một mặt khác, xoay một góc khác cho khách hàng xem. Nhưng ở đây thì cái góc của chúng ta là góc bị chết, nó chỉ là góc duy nhất thôi. Chúng ta đã đưa ra một cái góc nhìn nào là khách hàng chỉ xem được cái góc duy nhất như thế. Và có một cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta cũng phải nói luôn về cái công cụ perspective này, đó là cái công cụ perspective này nó có thể làm rất tốt với lại cái khối ba chiều như thế này, nhưng mà nó chỉ làm việc với vector thôi. Nếu như trong cái bản thiết kế của các bạn mà nó bị vướng một cái yếu tố bitmap nào trong đó thì các bạn không có cách nào các bạn kéo được nó vào trong cái lưới này cả. À, ví dụ chúng ta quay trở lại với cái thiết kế này nhá. À, bây giờ tôi đưa thêm một cái thành phần khác vào trong đây. Chúng ta vào file, chúng ta vào place và tìm thử một cái tìm thử một cái ảnh đúng không? Đây ví dụ tôi chọn một cái ảnh như thế này. Tôi đưa vào đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái bản thiết kế này khi mà tôi đưa một cái hình ảnh vào trong tôi đưa một cái hình ảnh vào trong cái bản thiết kế thì tôi sẽ không thể nào mà tôi xử lý được nó nữa. Đây ví dụ chọn này, copy này, à, tốt nhất là group đã, copy. Bây giờ nếu mà tôi đưa sang đây, tôi làm thêm một cái khung mới nhé. Này ví dụ kích hoạt perspective này lên, dán vào đấy, và sau đó thì tôi lại chuyển cái công cụ perspective selection, thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi không làm sao kéo được cái thằng này sang cái bề mặt lưới để mà ép nó vào trong cái phối cảnh không gian nữa. Lý do là nó đang tồn chứa một cái đối tượng mà Illustrator nó không xử lý được. Đấy. Vector thì sao? Vector thì bản chất một cái vector thì nó có cái thuật toán để diễn giải về các cái hình ảnh, diễn giải về các đối tượng, và có một cái thuật toán cụ thể như thế thì nó sẽ dựa trên cái thuật toán vốn có đó, nó tính toán thêm các cái công thức về phối cảnh, thì nó đưa thêm các cái thuật toán về phối cảnh vào đó là nó có thể kéo và nó bóp méo được một cái đối tượng vector theo cái chiều yêu cầu. Nhưng mà cái bitmap thì nó không phải như thế, nó không có cái thuật toán để mà nó diễn giải, mà nó chỉ đơn giản là quản lý là bao nhiêu pixel thôi. Nó không thể đưa ra thuật toán cho từng pixel một, mỗi pixel bóp méo bao nhiêu để đưa vào trong một cái góc như thế này. Do đó thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta tồn chứa một cái đối tượng dạng và bitmap ở trong một cái thiết kế như thế này, thì chúng ta không thể nào mà đưa nó vào trong cái không gian phối cảnh perspective này được. Đây cũng chính là một cái điểm mà nó khác biệt giữa cái công cụ 3D. Đấy, X-Tube thì các bạn có thể là vẫn để một cái bitmap ở trong cái symbol, các bạn vẫn map add nó vào được, vẫn nhận được, nhưng thằng này thì không. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để mà chúng ta đưa được nó vào? Thì trong trường hợp như thế này, chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác như hôm trước tôi cũng đã nói với các bạn, đó là chúng ta phải xử lý cái ảnh này trước đã. Đấy. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ phải là chọn cái chế độ là image trace để mà tôi convert nó thành một cái đối tượng dạng vector. Đó. Sau khi mà chúng ta xử lý xong thì nó sẽ trở thành một cái dạng đối tượng vector thông thường. Tất nhiên là ở một trường mực nhất định thì cái hình ảnh mà trace ra từ bitmap nó cũng không thể nào mà nó hoàn hảo, nó không thể nào mà nó đẹp được bằng cái bitmap, tại vì cái bitmap thì cái ảnh gốc mà trace thế nào nó cũng sẽ mất mất một ít dữ liệu trong cái quá trình trace như thế, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái chuyện này thôi. Đấy, thứ nhất là tại vì là trên một cái bảng mà đưa ra dựng phối cảnh như thế
thì cái mà người ta muốn xem thì không phải là cái chi tiết, mà người ta muốn xem là cái tính chất tổng thể của nó. Cho nên lúc này nếu như mà nó có suy giảm chất lượng hoặc là nó không có cái gì đó mà nó hơi bị lệch đi một chút so với lại cái ảnh gốc thì nó cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Thế nhưng mà đến lúc mà chúng ta chơi xong rồi, bây giờ tôi đưa vào thì liệu nó đã có thể dán vào được chưa? Đây, bây giờ tôi xóa cái thằng này đi và tôi dán cái thằng mới đi vào. Thằng mới này chính là cái thằng mà tôi đã chơi xong và tôi đã group vào. Đó, bây giờ dán vào này, dán vào và tôi lại chuyển công cụ tôi kéo thử. Thì các bạn cũng sẽ lại thấy là chưa được. Thế thì vấn đề gì ở đây? Vấn đề là tôi đã đưa ảnh vào này, ảnh không được, bây giờ tôi đã trace nó ra để biến nó thành ra vector rồi. Thì tôi đưa vào tiếp trong cái môi trường 3D này, phối cảnh này mà tôi kéo thì nó cũng vẫn chưa chấp nhận. Vậy thì chúng ta còn phải làm cái gì nữa? Trace xong thì cũng vẫn chưa phải là hoàn hảo. Các bạn mà muốn để cho nó chạy được thì các bạn còn phải làm thêm cho tôi một cái thao tác nữa. Đó là cái đối tượng bitmap sau khi mà chúng ta trace thì nó vẫn gọi là image tracing thôi, chứ nó chưa gọi là cái đối tượng thông thường. Trong trường hợp này các bạn còn phải làm thêm cho tôi một cái thao tác nữa là các bạn chọn lệnh expand này, các bạn tháo dỡ cái đối tượng image tracing này thành ra một group của rất nhiều các cái vector. Đến lúc này thì chúng ta mới chính thức là có thể đưa cái đối tượng vào được. Đấy, và lại group, lại copy, tôi đưa tiếp vào đây xem nó đã chạy được chưa. Đây, kéo này. Đó, sau khi mà tôi thực hiện thêm hai bước, một bước là trace image đấy để nó thành một cái đối tượng đấy, và sau đó thì còn phải làm thêm một cái thao tác là expand, gỡ nó ra từ cái đối tượng đặc biệt đó trở thành một tổ hợp group, thì lúc đó chúng ta mới có quyền để chúng ta đưa vào đây. Thế thì với cái này hoàn toàn là chúng ta có thể là dựng được tương đối nhanh tất cả những cái gì mà mang tính chất phối cảnh, từ giả lập một cái khối cho tới những cái, đôi khi chúng ta cũng chỉ cần những cái đối tượng hai chiều thôi, hai chiều nhưng mà chúng ta đặt nó vào trong một cái không gian mang tính giả lập 3D thì nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta một cái góc nhìn khác tương đối là đặc biệt so với lại các cái bản thiết kế hai chiều thông thường. Thế và sau khi làm xong thì chỉ có một cái thao tác rất là đơn giản thôi, vào view, vào perspective và chúng ta giấu cái, chúng ta giấu cái lưới đi thì chúng ta sẽ còn lại được cái thiết kế như thế này. Cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái gì, ví dụ như là như vừa nãy chúng ta đã nói là chúng ta làm cái hộp, nó hộp đựng cho sản phẩm và chúng ta dựng nó lên sao cho nó giống một cái sản phẩm đã hoàn thiện rồi. Đôi khi thì tôi trình bày một số các cái sản phẩm mà mang tính hai chiều thôi, nhưng mà tôi muốn sắp xếp nó ở trong không gian ba chiều, hoặc là trong một số các trường hợp khác thì chúng ta cho khách hàng xem trước, ví dụ như là biển bảng quảng cáo chẳng hạn. Đấy, biển bảng quảng cáo chúng ta xem nó ở trong một cái không gian hai chiều, đôi khi người ta cũng không thấy hết được cái tính chất hay là cái tính gọi là gần giống thực tế của cái thiết kế của chúng ta. Thì chúng ta cũng có thể là thực hiện theo một cái phương pháp khác là ví dụ tôi chụp cái không gian mà tôi sẽ gắn biển cho khách hàng chẳng hạn. Đó, ví dụ treo biển ở một cái tòa nhà cao tầng, treo biển ở một cái biển quảng cáo tấm lớn đấy, thì tôi thiết kế cái bản thiết kế hai chiều ở trên máy xong thì muốn thuyết phục khách hàng cho người ta xem cho nó giống thực tế thì tôi có thể là vác máy đi rồi chụp một cái ảnh thật của cái không gian mà tôi sẽ treo cái biển lên cho khách hàng đấy, cái tòa nhà cao tầng hoặc là cái biển tấm lớn mà nơi tôi sẽ treo cái thiết kế lên, và sau khi đó có được cái ảnh chụp của cái không gian mà chúng ta sẽ treo biển cho khách hàng thì mình có thể là place cái ảnh vào trong cái tài liệu Illustrator này, sau đó thì chúng ta bật cái lưới lên, chúng ta sẽ chỉnh cái lưới làm sao cho cái
cái phối cảnh của nó ăn vào với lại cái biển hoặc là với tòa nhà. Lúc đấy chúng ta mới tiếp tục là chúng ta dán cái bản thiết kế của cái biển vào trong đó, và chúng ta co kéo nó vào cho nó nằm đúng cái phối cảnh không gian. Thì lúc đấy khách hàng người ta nhìn nó sẽ rất giống như trong thực tế, tại vì là nó có cái chiều hút không gian, nó ăn được vào những cái biển bảng hoặc là cái tòa nhà mẫu mà chúng ta đã chụp ảnh đấy, thì người ta có thể hình dung ra được ngay, à cái sản phẩm này thiết kế khi mà đưa lên thật thì trông nó sẽ na ná như thế này. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần nắm được khi mà chúng ta làm việc với lại cái những cái bản thiết kế nào đó mà nó có yêu cầu tính chất không gian. Đấy. Thằng này thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, về mặt nguyên tắc nó lợi hơn là cái gì? Lợi hơn so với cái 3D kia là nó nhẹ hơn, nó không phải ren nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta có một cái điểm, hai điểm bất lợi. Một là không được phép làm việc với bitmap. Và cái thứ hai nữa là nó chỉ cho chúng ta một góc nhìn chết, và nếu muốn có góc nhìn thứ hai là chúng ta lại phải trình bày lại một cái góc nhìn thứ hai cho khách hàng. Thì đấy là vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà làm việc với cái công cụ perspective này ở trong Illustrator.